Bản tin sẽ tiếp tục với những chuyển động của làng gôn trong nước. Trong khoảng thời gian này, Học viện Ken Golf Academy tại thành phố Vũng Tàu đang triển khai chương trình trải nghiệm gôn sáng tạo dành cho các đối tượng yêu gôn và hoàn toàn miễn phí. Chương trình trải nghiệm gôn sáng tạo được Ken Golf Academy triển khai từ 16 đến 23 tháng 8, hoàn toàn miễn phí. Chương trình được thiết kế áp dụng mô hình hiện đại từ Mỹ, qua đó giúp các bé tăng cường kỹ năng sống, nâng cao sự tự tin của bản thân và sức sáng tạo để đạt được những phần thưởng thú vị. Chương trình không những nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ từ Học viện Golf Quốc gia Việt Nam thuộc VGA mà còn từ một số tổ chức quốc tế như Officeshot USA, SNAG Golf USA. Còn ở phía Bắc, mới đây câu lạc bộ golf Thanh Hà đã tổ chức sự kiện ra mắt tại sân golf Kim Bảng, Hà Nam. Sự kiện đã thu hút 120 golfer tham gia. Câu lạc bộ golf Thanh Hà dự kiến tổ chức thêm nhiều buổi outing hàng tháng, quý, năm để giao lưu với các câu lạc bộ golf khác cũng như hướng đến tham gia các giải đấu cấp câu lạc bộ trên địa bàn và trong cả nước. Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 8 tới đây, sân golf Yên Dũng sẽ tổ chức giải đấu Yên Dũng Golf Championship 2020 để kỷ niệm 3 năm ngày thành lập. Bên cạnh những phần thưởng giá trị, giải đấu năm nay sẽ trao tặng một bộ cúp đặc biệt được điêu khắc từ gỗ quý dành cho những người chiến thắng.